Thưa sư, làm sao để mình tu hợp? Làm sao để mình tu hợp trí theo hạnh trí tuệ như Đức Thế Tôn Gotama hoặc là đệ nhất trí tuệ như Ngài Sariputta? Mặc dù nguyện của con chỉ cần chứng sơ quả tu đà quờn là được rồi, nhưng con vẫn thích có được cái trí mà không ai thắng được con. Nếu thời đó có Phật ra đời, nguyện cái trí của con chỉ đứng sau một vị Phật mà thôi. Xin thưa với quý vị á, mình nguyện thì mình cần xác định nha. Chứ mình không thể nào mà mình nguyện mà nó nghịch được. Tại vì á, cái vai trò là trí tuệ đệ nhất thì thuộc về vị thượng thủ thinh văn. Quý vị mà đòi sơ quả mà đòi trí tuệ đệ nhất thì ở đâu ra? Hiểu không? Nó giống như bây giờ á, tôi chỉ ước gì giờ, nói chung là giờ tôi chỉ ước gì lương tháng tôi được 10 triệu thôi. Nhưng mà tôi phải có cái tên trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới thì ở đâu ra? Tức là nó nghịch, mình nguyện cái gì nó phải cho đàng hoàng. Một là mình nguyện mình sẽ là vị đệ nhất trí tuệ như Ngài Sariputta. Hai là mình nguyện mình sẽ là một vị sơ quả. Vậy thôi. Chứ đừng có nguyện râu ông nọ cắm cằm bà kia. Ha. Còn làm sao để tu theo hạnh trí tuệ đó thì cái căn tánh, tôi nói cái căn tánh thì thường nó rất khó thay đổi. Điều quan trọng là mình hãy nỗ lực thực hành theo Bát Chánh Đạo. Nhớ nha, nhắc nhớ, nỗ lực thực hành theo Bát Chánh Đạo là bao gồm giới học, định học và tuệ học. Sau đó cái mục đích của việc thực hành Bát Chánh Đạo đấy là hướng đến sự giải thoát giác ngộ theo đạo quả mà mình mong muốn. Và nhớ nó phải rõ ràng, chứ đừng có đâu ông nọ cắm càm bà kia. Và chắc có lẽ qua câu hỏi tiếp theo.